Nếu như những khoảnh khắc cuối tại nhà chung của chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 trên tập phát sóng chính vẫn còn gây thương nhớ và luyến tiếc, thì tập 7 của series đồng hành Chị Đẹp Chuyện Chưa Lên Sóng sẽ mang đến nhiều hơn những phút giây tâm tình, vui đùa và sinh hoạt đầy tình cảm. Nếu như xem thử thách luyện tập của ba nhóm chị đẹp trong công diễn 4 chưa đủ đã, thì tập 7 của series đồng hành Chị Đẹp Chuyện Chưa Lên Sóng sẽ tiết lộ nhiều hơn những diễn biến hấp dẫn không kém bên trong phòng tập luyện. Cười rất nhiều, hát rất là hay. Và quặng miếng cũng vô cùng hài hước. Em xin hai chị nhớ bưng quả cho em nha, là 29 cái 29 quả luôn á. Không lẽ cùng chào đón năm mới trong ngập tràn tiếng cười và cực kỳ giải trí nha. Bây giờ mới cầu kỳ nhá. Make up mấy cái chưa cưới tôi là tôi tự trang điểm á. Tôi tự mang một cái túi đến xong rồi tôi ngồi tôi tự đánh phấn đánh son, tự đeo khuôn quan khăn viết xong rồi tự đi ra. Mặc áo dài hay là mặc mặc cái váy cưới của váy anh cưới cùng. Mà anh Quân có hỏi không hay mình cũng tự hỏi luôn. Hả? Hỏi cưới á? Hỏi chứ, phải hỏi tôi chứ. À thế là đấy, thế hỏi có một Xuyên cái qua điện thoại tôi khóc run rẩy. Hỏi từ bên Đức về. Năm 96 đã rất nổi tiếng rồi mà năm 98 cưới vẫn còn dạng. Vậy là trong nước hay quốc tế đây? Tự làm. Chị lúc nào chả gì tự làm mà thật. Mà năm 96 là bác nổi tiếng dã man luôn, em còn bé tí mà em biết. Bác nổi tiếng thì liên quan gì đến tự chuyện tự ngồi make up? Ý là đáng lẽ là em bây giờ chẳng hạn đó à? Không, ngày xưa làm gì có ai thích tích ke, thích đồ. Không, nhưng mà em nghĩ chị cũng là người, là đến bây giờ chị vẫn giản dị. Chị Linh vẫn là tuýp người cưới, rất giản dị. Cưới chị cũng quay cưới luôn. À. Bảo ông Quân mà phải đi chụp ảnh cưới rồi cười cười, ông trời thôi luôn đấy. Hỏi quát cưới xin à? Gì luôn, ừ thôi. Quần quát đấy. Điên đà đấy. Điên à? Điên à? Vâng. Thỉnh thoảng tôi đi đường ấy, xong rồi tôi thấy ở trên thùng rác ấy, có những cái ảnh cưới, hẳn là ảnh cưới nhá, vứt ở thùng rác. Em sao tôi nhìn tôi thì kiểu mọi người thôi thì nếu mà có không lấy nhau nữa, không còn ở với nhau ấy thì cũng cắt nhỏ nó ra hoặc là che nó lại rồi hắng vứt ấy. Vứt nguyên mặt đằng này chứ. Tức là hình ảnh không phai theo thời gian. Ừ đấy. Nhưng mà nó lại nằm ở trên chỉ thùng rác. Chỉ có tình yêu là chấm hết. Richie hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Nhưng mà nãy giờ thì mình không thể nói trước được những cái điều mà ví dụ như về khổ đau hay là hạnh phúc của riêng mọi người. Nhưng mà mình sẽ nói được một điều là hả, nếu mà em có đám cưới là mọi người phải đi dự nhé. Chị cũng thế nha. Chị cũng thế nha, chị bốc trước nha. 29 chị đẹp nha. Em xin hai chị nhớ bưng quả cho em nha, là 29 cái 29 quả luôn. Không lẽ không lẽ là nãy giờ là giấu giếm chị em mình sao? Không lẽ là phải chăng hay là đánh úp một chứ, cái nói chứ là cũng rất là mong muốn. Em thì em vẫn rất là mong muốn là mình sẽ có một cái đám cưới đấy, nên em mời trước thôi chứ nhỡ giống chị đó. 29 cái quả. Nhưng mà em phải cho chị làm phù dâu, chị thích mặc đồ phù dâu lắm. Phù dâu là bưng quả đó. Nhưng mà phù dâu hình như là 29 cái phù dâu là chị em mình cũng được. Chị em mình đi đứng cạnh phù dâu thôi. À là có chồng là không được bưng hả chị? À thế ở đây có mỗi chị phù được cho em thôi. Thấy chưa? Không có cho nói nữa đâu. Đấy, không cho nói nữa. Mình cứ quay tiếp đi, em thấy bạn này vui nè. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, người là dễ thương mà. Thế rồi. Ồ. Bây giờ ai nói em chỉ đẹp phát như mặt à? Ai đây 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 trước. Là trước hoàn rồi lên. Ồ, hay quá. Ôi một trời đầy sao. Ồ, dễ thương chưa nè. Bây giờ mình hát bài gì là phù hợp ta? Trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình em dành cho anh có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên, anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao. Không, bọn mình hát bài của mình luôn đi. Bọn mình hát bài của bọn mình luôn nhá. À cái gì nhỉ? Đầu tiên là Ngọc ơi qua đây tóc tông nè. Cô giáo vẫn dậy tiếp kìa. Hoa nở không màu gì nhỉ? Đã gì? À tình yêu đã phai mờ.
Ngọc ơi. Nào, chỉnh giá phải mờ nào. Không trốn được. Nào, cô giáo này có bài kiểm tra cho em nào. Đây 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 đây, em bật beat lên cho mọi người hát. Bật beat nhá. Ừ, bật beat nào. Cô giáo kiểm tra liên tục á. Đúng rồi, kiểm tra liên tục á. Phai mờ như hoa nở không màu. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình em. Giờ đây chúng ta là hai người dường khác lạ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Bật bật. Ôi em mê cái bản phối này quá chị ơi. Yeah. Ê đọc rap nha, giờ ai này, giỏi nha. Em vô rap nào, rap nha chị em. Yeah. Vì anh không yêu em như em yêu anh, yeah. Vì anh xem em chỉ là nhất thời. Nhìn mình tuyệt vời như em, là sao em mơ có anh. Mai sau này xa nhau em mới thấy suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, yeah. Cứ giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Giờ như hai người xa lạ. Anh đâu đi, bye anh. Didn't know that things would turn out like that. Don't want a woman, this is too bad. That is too bad. Sun is coming up, babe. Now let's fly. Em không bao giờ đúng. Nếu như ngày mai họ không phân một nào, trở thành bóng hoa đẹp nhất trong cuộc đời. Là em có ra đi chơi vơi. Luôn âm thầm bước về phía nắng ấm tim ơi. Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ. Yeah. Vì em không yêu anh như em yêu anh, vì anh xem em chỉ là nhất thời. Người mãi trên vai như em, làm sao em mà có ai. Mãi sau này xa nhau em mới thấu, sự chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương, giờ như hai người xa lạ đã biết cách về nhau. Em mẹ đúng không? Ôi. Ôi, kiểu bắt micro như nào ta? Ôi, sợ ghê. Ôi. Sao lại có bài kiểm tra thức thi này? Chị tim chị Phương sợ quá. Sáng mở mắt dậy là chị Phương hát vào tai. How deep is your love? Là bắt đầu. How deep is your love? Là phải đè liền nha mọi người. Trời ơi. Không biết là con tiếp theo thì mình sẽ đi đâu về đâu. Cho nên là hôm nay em đã chuẩn bị một cái trò chơi. Chị khoan khoan, chị nói nghe nè mấy đứa ơi. Chị có quà cho tụi em. Yeah. Oh. Trời ơi. Một bát mì. Em một bát thôi là em đủ đi tập rồi ạ. À. Ừ. Ai sầu riêng không? Sầu sầu riêng Singapore. Tại sao? Nè 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 nè. Bây giờ EQ nó thể hiện ở đây. Trước khi chị bye bye từ cưng á, để chị về Singapore á, thì Nguyên với lại có ai đó có nói với chị một câu. Chị đang trang về Singapore là quay lại là em rất là muốn có sầu riêng Singapore nha. Tại vì sầu riêng Singapore rất là ngon. Và trước khi bay về là chị đã đặt có mấy chỗ hết hàng. Và chị muốn mua cái loại này là loại ngon nhất, Otri Mao Sang Quang. Đó. Thì biết sao không, chị phải đặt. Nhưng mà khi mà chị đặt thì chỗ này có loại thì không thích chỗ kia, thế này thế kia. Thì chị cuối cùng đặt được 4 hộp Mao Sang Quang. Cảm ơn chị ạ. Cái mùi này là cái mùi không giấu được ha. Vậy là cảm ơn hai người. Cảm ơn chị Trang và chị Quyên. Cái cưng, cưng ăn xong rồi cưng phải tiếp tục kể cho mấy chuyện. Không có gì cưng, ăn đi. Có điều là chị bỏ tủ đá đó, cho nên bây giờ chị không biết là sao ngon chị. Chị ơi, toàn là sầu riêng cho tủ đá mới là ngon. Ăn như kem. Đúng ngon rồi. Như kem, đúng rồi. Chung đi ăn chung. Thơm nhỉ? Em mời các chị thơm. Thơm nhỉ? Ăn, chị ăn mì lẹ rồi xong qua đây mình ăn sầu riêng. Em mời các em bé. Em ăn nữa chị ăn sầu riêng. Em mời các chị ạ. Mà sáng giờ chị lo là không biết nó còn cứng như vậy hay là nó bị tan tùm lum tùm la.
Trời hy vọng là mấy cương ăn ngon quá chị ơi. Được không? Em bỏ ngon quá. Là đây này chị Phương, là chị Phương kiểm tra này. Kiểm tra hai bạn. Thì, nếu em làm được em nhảy vô nhá. Em run quá, em kiểm tra từng quà, em run quá. Chị nghe bài kiểm tra nên chị sợ. I know you're right in the morning sun. In the morning sun, in the morning sun. In the morning, morning, morning sun. In the morning. 괜찮아요. 괜찮아. 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 Ôi giời ơi, chị trả rồi, chị Ngọc kìa. Chị trả rồi, chị nãy mới trả xong, Nghĩ là gặp nhau là hát, không? Gặp nhau là này. Nhau đây rồi chia tay, kỷ niệm như đã vụt qua trong phút giây, mang say. Em hát bài gì mà hay sao? Hát bài gì mà mọi người hát được đi. Em bọn em hát bài Răng Khôn đi. Em thổ. Bài Răng Khôn thổ đúng không? Em thổ. Răng Khôn nha, Răng Khôn nè. Răng Khôn nha. Nói với em có sai chăng, phải đau đớn mới mong trưởng thành. Tình đâu như mới biết xót thương những gì đã mất. Xanh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở ga chuyến tàu. Tình đâu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồi thời gian cứ trôi, em ngỡ tim mình đã thanh thơi. Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên, em đã dặn lòng không nghĩ đến. Đến anh, người em không thể nào quên. Nếu như em gặp anh, lúc hai ta đã trưởng thành. Biết yêu đương mỏng manh, và biết trân trọng người ở cạnh. Nếu như em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hờn giận rồi lại mất nhau thêm một lần. Chưa được. Chị em mình có bay cao bay thấp nhưng không có bay chính. Không có bay chính. Có nghĩa là trên có, dưới có mà không có giữa. Thiếu cái lõi rồi. Cái lá. Rồi chúng ta sẽ còn thời gian mà. Thẩm mỹ viện Seoul Center, nhà tài trợ vàng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng 2023. Ok là các em yêu bây giờ nhá. Bây giờ thực ra là tất cả những cái phần chia câu của chị em mình ấy thì nó sẽ hơi vất vả cho các em chút. Là mình sẽ không có ai hỗ trợ ai đâu nha. Câu của ai người hát. Mỗi người tự chịu trách nhiệm với chính cái phần hát của mình. Chị nghĩ đến lúc này đến lúc rồi đó. Đến lúc nhá. Đến lúc các em phải bước ra và tỏa sáng. Ngọc ơi, đến lúc của hai chị em mình rồi kìa Ngọc ơi. Thì bây giờ, ok là em yêu. Bây giờ nhá, chị nghĩ là cái câu hát đầu tiên thì Ngọc nha. Đúng không? Yeah. Nhưng mà chị biết sao không? Tại vì thật ra là vì là em là câu đầu tiên. Mà mọi lần là sẽ là có chị ở bên cạnh nhắc. Nhưng mà cái chị này Phương không có chứ. Chị Phương hay này lúc, chứ. Luôn. Là cái câu ấy là chị Phương mừng. Để tay như này, chị Phương để tay đấy. Đây như này. Để tay này. Em nhá. Tình yêu đã phải. Vô cái năng lượng hát hay nào. Buồn cười. Hay, em thề luôn. Chút hồi mà lên thử thách là chị vẫn phải kè tay em đấy nhá. Mình làm thành tiểu rồi động tác đi. Chị Phương chính giữa hai chị em mình. Kiểu như này nè. Là hành động tác đi. Tình yêu đã phải mơ như hoa nở không. Đấy, cái khó là như thế nhá, cái khó là vì cái bài hát này á, Trang cũng đã coi như nghĩ rất nhiều phương án để có một cái version thật khác đúng không? Và nó R&B thì nó sẽ đòi hỏi là nó hơi flow và hơi kiểu luyến láy chút xíu. Đấy thì nha các em cố gắng này.
bây giờ thử thách bản thân, đúng không? Bọn em luôn luôn nói như vậy đó. Tôi rất là muốn làm một cái điều gì đó để bước qua khỏi vùng an toàn, bứt phá rồi là. Mà em không nghĩ là nó khó tới mức độ. Mình hát ballad rồi, em đã hát Nếu Anh Đi rồi, đúng không? Nhưng mà mấy cái kia em cảm thấy nó dễ hơn á, sao cái này nó khó? Tại nó hơi nội tâm một chút xíu. Đấy, công bốn đó, đúng không? Ủa, bắt đầu nhá. Mấy cái chữ nó luyến từng cái. Tình yêu. Đấy, em đừng tình yêu. Khi mà em tình yêu thì nó sẽ bị thế là nghiêu, bị chữ ngờ, nghiêu hoặc là nhiêu, đúng không? Tình yêu. Đúng rồi, khi em nói như nào thì em hát vậy. Đấy, nghiêu rồi. Tình yêu. Ngọc ơi, cái đó là bình thường. Có những lúc chị, mà ở đằng sau máy quay ấy, xô em yêu vách tường luôn mà. Nhìn nè, nè em, tự mình. Không phải mà, là em đi vô vách tường luôn. Chị xin lỗi. Lâu lâu bị bục phát không? Sao mình kiểu... Đúng cô giáo đấy, đây là đúng chuẩn cô giáo. Không, nhưng mà chị nhá, lúc mà yêu chị cũng nghi hệt vậy đấy. Mà đau dạ. Nhá. Đánh yêu. Tình yêu nha, bị đánh nữa, đau quá. Tình yêu. Tập trung vào đi ạ. Tình yêu. Đúng rồi chị yêu. Phai mơ. Buồn vào. Như hoa nở. Đúng rồi, nó thế đấy. Nhưng mà chữ màu nó hơi luyến một tí thôi. Như hoa nở không màu. Đấy. Như hoa nở không màu. Màu. Đúng rồi đấy, nó nhẹ thế thôi. Nhi đâu, ra đây đi. Đúng rồi. Không, Nhi kìa. Nhi ơi, vô tường Nhi. Vô tường đúng cho cô. Tự mình ôm lấy tôi. Tự mình không lấy tổn thương mau ý là chui vào đó đúng không? Đúng rồi, rồi. Em yêu chui vào đó xong rồi đưa mặt ra. Tự mình ôm lấy nào. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình em. Ui ghê nha, có luyện nha. Nhưng mà ok em yêu, tự mình ôm lấy tổn thương đúng không? Em nói được như thế mà thì em hát làm sao tự em mình ôm lấy tổn thương riêng mình em. Đấy đúng rồi, nhả chữ như thế. Mình riêng mình em. Đúng rồi, nhưng mà bỏ dấu vào thôi nhá. À quên, bỏ giai điệu vào. Tự mình ôm lấy. Đúng rồi. Tổn thương. Riêng mình. Đúng rồi, nhưng mà như này nhá, tổn thương riêng thì em sẽ bị riêng, thì nó sẽ bị riêng nhỉ? Riêng rất là nhẹ chữ riêng thôi, như là nhà ở trong miệng của mình thôi chứ đừng có bật nó ra ngoài. Yêu đã phai mờ thì là tình yêu đã phai mờ. Chị đừng có luyến lấy như vậy, tôi bắt chước theo nữa là cô giáo đánh tôi. Thẳng đi. Tình yêu đã phai mờ. Cực kiểu như là em nói là tình yêu đã phai mờ thì em hát y chang vậy. Chưa tình yêu nào mờ trong em hết chứ. Tại em vui quá mà. Em vui mình bớt vui này nè. Tình yêu đã phai mờ. Đúng rồi. Như hoa nở không màu. Đó. Thấy chưa? Tức là em vẫn phải gom cảm xúc như là lúc mà em diễn vậy đó. Tổn thương. Đúng rồi. Riêng mình em. Đúng rồi, nó đó. Chính xác 100%. Đấy, giữ đúng hình dung đang đúng nhá. Nhớ cái đó. Kinh không? Đấy, dạy dỗ nhau khắp mọi nơi. Trời ơi, chị ơi, gom cảm xúc được rồi này. Đấy, đúng rồi. Đấy. Đừng khóc. Bình tĩnh. Không sao hết. Ừ. Đau trong lòng vào. Ừ. Đúng rồi, ok. Rồi. Lý do chia tay là gì? Sao mày bị đánh đau không? Có bị đánh mất nào không? Không, nãy giờ mình mét chương trình đó, cho nên bây giờ đâu có dám làm gì. Mình mét chương hình đó. Mét truyền hình mấy bà này. Tự nhiên chị Phương đánh yêu. Anh có biết không? Chị bịch hai đầu luôn là chị. Mày đâu có chạy được. Ôm lấy tổn thương riêng mình ta. Riêng mình em. Là nó cũng ok rồi. Hoặc là riêng mình em. Cái game tầm tháng rồi đó. Giờ tập lại cái mới hay sao? Riêng mình em. Hoặc là em. Hơi ngắt ngứ một xíu. Em.
Em đớp ai kìa kìa đó. Một lần luyến là em phải để cái tay em này nè. Thì em mới nhớ. Buồn rào rạt đi. Không ha, em đang làm công việc của em. Mà cái gì, thực ra cái gì là khó với em nè, cái gì là khó với em. Chị nghĩ là Trang không khó rồi, chỉ có hai em này thôi. Với lại Huyền, nó sẽ có những cái khó. Cái từ cái luyến với lại cái đúng chính tả chị. Cái nở của chị ạ, cái chữ nở nó bị như này này. Như hoa nở. Chữ nở nhưng mà hát vào cái âm nở. Ờ đấy. Nó lại đi lên trên nhưng mình cũng không hát được như hoa. Tại vì nếu cái đấy thực ra cũng là vì phát ngôn kiểu được cái vùng. Nhưng mà nó vẫn hay chị ạ. Nhưng vẫn có thể xử lý được. Thì không sao, ý là cái đấy nó không quan trọng đâu. Nhưng mà em có nghe cái câu của Ngọc nói không? Những cái khó khăn của em là chính tả này và gì và luyến láy à, thì hình như là đủ hết rồi đó. thì đủ khó khăn trong một câu. chị mà là đòi hỏi trong một câu. Ừ, chị không biết giải quyết làm sao. Yêu, đúng rồi. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Được á? Hát mà như đấy, bản tự bản thân mình hát mà muốn cười mình là đã không được rồi. Tự mình muốn cười mình, em thấy chưa? Bây giờ hát dở không phải khóc. Em khóc thì cái mặt em buồn. Em diễn vào một cái cảnh buồn đi, như là mình mới thất tình đi. Em gom cảm xúc đi. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chính nói, là nó nói chung đó. Là khi nào mà diễn cho diễn cái tiểu phẩm nhẹ cái rồi sau bắt đầu vô câu. Xong hai bà, xong rồi em nữa. Tức là em nói là hát thực ra nó cũng giống như diễn thôi. Cái câu thoại mình nói ra như thế nào thì em hát y chang. Vượt Matrix, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống 2023. Bạn chơi piano như vậy ấy, thì chắc là chúng tôi mời bạn ra biểu diễn luôn đấy. Bạn lại còn đẹp trai nữa. Tức là coi như được cả hình, được cả đường hình, đường tiếng ấy. Kiềm chế. Thế không được khen đẹp trai hả em? Chị em mình có phải gặp nhau lần đầu đâu nhỉ? Công này là công 4 rồi. Lại chuẩn bị vác chân mic ra rồi đấy này. Vẫn kiềm chế. Từ hôm qua đến giờ là hai vẫn chị kiềm chế. Vẫn kiềm chế, ok. Bởi vì là giữa hai chúng tôi, đội của chúng ta các em rất thông cảm. Là các em có hai chị. Yeah. Mà như là bé con nhà chị nó gọi là ancient sister. Yeah. Trong đó là chị Bống là ancient nhất, tức là the most ancient. Còn em sau đó là đến chị Mỹ Linh. Thì hai chị này rất phải chịu đựng nhau. Vì sao? Hai chị này rất là công nhau. Một chị thì bị bệnh OCD. Có nghĩa là cái bệnh là quá mức hoàn hảo, chi tiết đến đáng sợ. Là kiểu dở hơi đấy. Quá hâm đi, quá hấp. Hiểu chưa? Nhân cơ hội đấy. Chị này dở hơi, còn chị này hâm. Không không, chị này là vừa hấp hơi, vừa dở hơi, vừa các kiểu. Vì hoàn hảo đến chi tiết một cách vô cớ. Hoặc là có cớ. Thì có thể là vì cái sự hoàn hảo đấy mà chúng ta hôm nay như thế là Hương Ngọc Lan còn hơi bị hay của ló. Ở trộm vía. Tuy nhiên, chị Mỹ Linh thì đi về đời ngược lại. Công nhau hai chị Mỹ Linh hôm qua có nói với chị ở nhà chung là chị Bống ơi, tôi phải chịu bà lắm, tôi cũng mệt lắm. Mà bà quá tinh đi, tôi vừa đến gần một cái bà dựng người lên rồi. Thì Mỹ Linh là bị bệnh ngược lại với bà Hồng Nhung. Đó là bệnh gì? Mỹ Linh nói luôn. Không, tôi không thích nói bệnh của tôi. À không, thế tôi nói. Bởi vì tôi đã chót nói bệnh của tôi rồi, tôi phải nói luôn bệnh của bà. Đó là ADHD. Tức là gì? Tức là Hyperactivity disorder. Tức là tăng động, giảm thể hiệu chú ý. Đấy. Trong khi một bà thì lại quá mức và cần phải giảm thiểu cái sự chi tiết một cách vô cớ, thì một bà thì lại là tăng động, giảm chú ý. Nói chung là cho nên hai bà này ở hai bà giống này cái bập bênh ấy mà. Một bà lên thì một bà xuống thì bà lên. Thế nên là nếu mà khi nào mà hai bà mà đứng ở cái thể cân bằng, tức là hai cái cân bằng nhau á, thì ba chị em còn lại được nhờ. Mà chưa còn nếu không là các chị em còn lại rất căng thẳng. Mà từ hồi giờ nó chưa được nhờ tí nào. Không, được nhờ chứ. Các em ơi, các em nói đi, hãy nói những lời chân thực cho chị Bống, chị nghe sự thật đi em. Không, Nguyên Linh, Vi, Giang, tất cả đều phải chịu đựng nhau hết. Và cái khó khăn của chúng ta là cái gì? Cái khó khăn của chúng ta là năm chúng ta ở năm tỉnh khác nhau. Nhưng mà em thấy là chị bảo cái bệnh đấy của chị, nhưng mà em thấy chị đeo cái này một bên là không có đúng bệnh chị rồi. Chị phải đeo hai bên cơ. Bây giờ chị giải thích cho em luôn tại sao chị đeo một bên ha. Tắt micro.
Các chị em mình có tật không? Lý do? Không, tại vì em hỏi tại sao lại đeo một bên. Không, để chị giải thích chứ. Thì chị phải giải thích cái lý do chị đeo một bên. Tại sao lại đeo một bên? Đã gọi là OCD thì nó phải có lý do của nó. Là tại sao lại đeo một bên? Đang bắt ke đầu. Công này bác làm Diệp Tâm Anh. Bác ke đầu đấy. Bác ke đầu luôn. Các cháu vỗ tay bác đi. Ôi, bác đây. Bà này với chị là ngược nhau. Và bà này mà bà này là tăng động giảm chú ý, còn bà này là quá chú ý. Quá chú ý thế là ở tôi nói thật bà, chứ còn may mà tôi Hà Nội bà Sài Gòn. Chứ còn nếu mà làm việc với nhau là tan nhà nát cửa đấy. Tôi bóp cổ bà chết. Tôi bóp cổ bà chết. Nhưng mà tôi nhìn bà này vãi luôn ấy. Nhờ có OCD đấy nên bây giờ năm chị em chúng ta sẽ làm được một bản Hương Ngọc Lan hoàn toàn một cái version, một cái phiên bản khác hay gần bằng cái của chị Mỹ Linh hát. Không, hay hơn. Không, nhiều giọng hơn thì nhiều giọng hơn thôi. Mà nó sẽ là một phiên bản mới, tức là nó lập lại lịch sử nhưng mà lại là một phiên bản mới của ngày hôm nay, và tôi sẽ rất tự hào về điều đó. Ôi Linh mà. Chị ơi, anh hè. Chị trước đấy, chị ăn đúng với chị. Cây ngọc lá sẽ mãi mãi người là thế, sẽ mãi mãi hương ngọc lan tỏa. Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi ai, tình đồng như thoáng hương ngọc lan. Hương lan bay xa một chút. Mình rất là đều rồi ạ. Cái điều cảm rồi. Cảm ơn hai bạn. Dạ vâng ạ. Sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao về anh. Hai đoạn nhạc giống nhau nhưng nó là hoàn toàn khác nhau, hai sắc thái khác nhau. Chứ nó em không sợ bị boring đâu. Hết cái chỗ này. Tình nồng như đóa hoa ngọc lan. Em cho ngân dài im hẳn. Chỗ này là Phương Vi nó solo hay cái gì đấy thì em làm, bởi vì bạn ấy biết múa rất giỏi. Yeah. Mình sử dụng tất cả những gì mà mình có. Sau đó vào đoạn C luôn. Là đến đây á, là chị cho hát khác hẳn với Mỹ Linh. Hát đúng nhịp luôn. Và mạnh mẽ luôn.
tức là lúc này là đạp gió rẽ sóng rồi chứ không có ưu tư ký ức gì nữa. Hương lan bay xa một trưa cuối thu, thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò, mùi lan thơm cùng gió. Đó là hát theo kiểu đó. Lên lại 5 6 7 đi 1 2 3 4 5 6 and 7 8 lắc 1 2 đầu 3 4 5 6 đầu 7 8 bùm sắc. Đúng rồi, bùm bùm bùm, chị đúng rồi, phiêu nhẹ một cái rồi. Dạ đúng rồi, tay. Dạ rồi, chúng ta đi qua bên phải chị hai đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 tay phải, tay trái đánh ngực ngực, tay trái tay phải đánh ngực ngực. Dạ đúng rồi, ok không cả nhà? Ok, ghép nhạc nha mọi người. 5 6 7 đi, bùm 5 5 bùm phiêu 5 6 7 tay 1 5 tay chạy phải 1 2 đúng rồi chị. Có một cái đánh ba vô vô ba cái sâu sâu cái sâu cái này nè, sâu cái đúng của nó sẽ là dài bụp 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 lên bụp 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 đúng không? Đúng rồi, chị Nhi tạm cắt á, như là hỏi chị Nhi có làm dancer làm thôi hay sao? Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà chị chắc cái tay chị lên, đừng có tay, đừng có thả lỏng. Tay thả lỏng là động tác nhìn nó bị lỏng lẻo lắm. Đó, đó đúng rồi đó. Hãy cho em xin đội hình đi. Đâu của chị là em ở đây, bé em xích qua bé. Ba sô đốp là em sau chị Trang. Dạ rồi, chị khi mình lùi xuống đây xíu đi ạ. Dạ rồi. Nhẹ ra đây thôi, nó dừng ở đây. Đâu xong là xuống đây nữa mà. Đây, đây, đây. Đúng rồi. Dạ em đếm nha mọi người. Dạ rồi, vô ạ. 5, 6, 7, đi 1, and 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8, đi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Dạ đúng rồi, Trang solo nha chị Trang solo ạ. Dạ rồi, lại nữa nha mọi người. Chị, mình ngồi, mình lùi đây một xíu để cho thấy chung đội hình đi lên xong chị hẳn tách ra nha. Dạ rồi. Linh xích vô xíu đúng rồi. 5, 6, 7, đi 1, and 2 Lại, hen lại nào. Hen đi gì vậy? Bơi nào, vận động viên bơi lội. Vận động viên bơi lội. Em cứ bơi theo đi. Nhìn thấy cái hành động rồi, kiểu mọi người lắc là em phải lắc theo thôi. Xong tí nữa chân này tay chỉ sau. Riêng để kèm riêng mấy cái điều kiện okay, này okay, khó. Ok, xíu nữa em chỉ cho hen đi. Lại dạ. Nha mọi người. 5, 6, 7, đi. 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Đúng rồi chị. Yeah. Một mọi người chùm chân vào thôi, hen đang về đúng không? Rồi hai đi nè, dày xong hẹp dặn chân phải vào. Bùm. Cũng ổn ấy mọi người, có cái đoạn quạt là mọi người chưa có đều thôi. Đoạn quạt với đoạn solo từng đoạn mọi người, em muốn là mọi người sáng hơn là từng đoạn mọi người gắt hơn hay diễn mặt thần thái hơn. Riêng cô hen là cô hen phải kèm ạ. Cô hen kèm thêm cho cô hen. Tập lại cho hen đi. Được mà. Sao có mấy chị đây sẽ kèm cho em. Có nghĩa là cái công này mình sẽ hơi khó hơn công trước, tại công này mình vừa phải nhảy khiêu vũ nè, mình phải vừa nhảy cặp nè, xong mình lại vừa solo đoạn quạt riêng, xong mình lại phải nhảy những động tác kiểu Gen Z bây giờ kiểu Y2K à. Dạ vâng à, dạ vâng, dạ em nghĩ công 4 rồi mọi người cố gắng lên. Dạ em biết là cũng hơi khó cho mấy bạn như bạn Hen chẳng hạn, em biết là bạn Hen cũng chịu khó lắm. Không sao, nhưng mà chị chung với Hen công 1 rồi, chị biết Hen như vậy đó, nhưng lên sân khấu là khác hả? Dạ không có chị Trang ơi. Lên sân khấu là khác. Nè, đi chậm nè. Không, cái này phải đi trước, cái này đây. Không. Ở
bên này thì đi đơn giản. Vậy thôi đúng không? Đây này á. Cái này là khó lại lực. Nhưng mà em về trước đây xong em lại bị liền lại. Cái bài cũ của em là vần vậy đó. Quay chậm ra phía sau luôn thì vần. Dòng một cái phía sau. Những tháng ngày ở nhà chung đã khép lại như thế, với rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ. Trong tập 11, tập phát sóng chính, công diễn 4 sẽ bùng nổ với 6 màn trình diễn mãn nhãn, cùng với sự kết hợp với ba anh tài, Big Daddy, Tăng Duy Tân và Mono. Chắc chắn sẽ đầy những bất ngờ, nhớ đón xem vào tối thứ bảy tuần này nhé! Con sáu trước đấy, xong chị này không ra. Ôi, đã mà. Chị ơi, chị chơi đây lâu chưa? Muôn hương sắc comfort, muôn phong cách chị đẹp. 007 Flower, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng 2023. Bà Huân hân hạnh đồng hành tài trợ chương trình này. Focus Cam Chị Đẹp. Xem nhiều hơn trên YouTube STV Show và TikTok STV Music.